me take you to my galaxy. Say goodbye to all your wars. Close your eyes, I'll be your gravity. Time to lose sight of the shore. Xin chào quý vị và các bạn lại đến với kênh YouTube của Điện Máy Robin. Vâng, hôm nay lại là những cái món hàng mà rất là nóng và rất là hot trong cái thời gian vừa qua. Thì hôm nay bên mình đã đón nhận hàng về với cái dòng đó là dòng ben công suất, ben đẩy công suất chuyên súp 2002. Được rất là nhiều anh em tin dùng ủng hộ cái dòng này rồi nha quý vị và các bạn. Công suất 2000W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Nguồn thì nguồn tang phô nhưng mà bo mạch là theo class D. Rất là VIP luôn cho quý vị và các bạn. Được rất là nhiều anh em ủng hộ. Hôm nay hàng mới về để trả lại cái số lượng hàng cho anh em. Một số anh khách đã đặt hàng rồi thì hôm nay mình sẽ đóng hàng mình trả cho anh em. Rất là mong anh em thông cảm dùm. Do cái tình hình vận chuyển cũng như là đi lại nó hơi khó khăn một chút xíu. Thì bữa nay hàng mới về được. Và thêm một cái dòng men công suất 4 kênh nữa phục vụ cho anh em có nhu cầu về những cái âm thanh chậm kéo hoặc là chuyên những cái dòng loa full A-dây thì cái dòng men này nó là dòng men tuyệt vời nhất để cho anh em sử dụng. Hoặc là anh em có thể chơi nó ở những cái tủ kéo 3 bát. Đó là Rubin R4 × 1000S. Con này nó là công suất chuẩn 1000W trên một kênh ở chế độ 8 ohm nha quý vị và các bạn. Chuẩn 1000W trên một chế độ 8 ohm. Bên mình thì có như sao thì cứ nói y như vậy để cho quý vị và các bạn nắm rõ để mình về mình sử dụng sản phẩm cho nó đúng, cho nó chuẩn nha quý vị và các bạn. Chứ không giống như một số đơn vị men công suất yếu nhưng mà mình cứ đưa lên cái đó là rất là thiệt hại về sử dụng, rất là nguy hiểm nha quý vị và các bạn. Thì đây, đầu tiên mình sẽ cho quý vị và các bạn coi lại cái con ruột của cái con 2002 này. Rất là đẹp luôn. Con này bên mình đã đăng rất là nhiều trên web rồi, trên những cái trang thương mại của bên mình đều có những dòng như vậy rồi, bên mình chụp và rất là rõ, tuyệt vời. Càng ngày thì càng cải tiến công suất, có thể con mới này nó sẽ uy lực hơn cái con đời cũ một chút xíu nha quý vị và các bạn. Uy lực hơn chút xíu nữa mình sẽ test cho quý vị và các bạn đánh hai kênh, mỗi kênh một cái súp 3 bát. Con này nó chỉ có 4 ohm và 8 ohm, nhưng mà mình sẽ ép luôn. Đã test là phải ép nha quý vị và các bạn. Test hàng mới thì phải ép, nhưng mà khuyên anh em về dùng thì anh em không nên ép mà sử dụng đúng mục đích. Xin lỗi, mình có cái cuốn catalog để mình anh lấy cho mình cuốn catalog đó, trên cái ghế đó. Rồi, nó có 4 ohm và 8 ohm thôi, nhưng mà mình sẽ ép cho nó chơi 2 ohm 7 luôn ở cái con súp 3 bát. Súp 3 bát nha quý vị và các bạn. Con này công suất, cái model là Ruby 2002S, ở 8 ohm nó là 2000W trên một cây, ở 4 ohm nó là 3000W nha quý vị và các bạn. Đây, 3000W trên một cây, rất là mạnh luôn. Đó, đánh súp đôi là đảm bảo quý vị và các bạn quê không lấy tiền, uy lực lắm. Mình vừa có mở thử qua con 3 bát rồi, chịu không nổi luôn quý vị và các bạn. Chút xíu nữa sẽ test rõ cái chất âm cho quý vị và các bạn. Đó, thì mời anh cứ quay lại cái ruột gan cho quý vị và các bạn thấy rõ cái dòng này. Súp coi 125, coi 130 là cái dòng này, quý vị và các bạn áp dụng dòng này rất là tốt. Con này nó nặng chỉ có 26 kg. Cái dòng men đời xưa nó những 40 rồi 43 kg, nhưng mà cái dòng đó như vậy thì hầu như cái công suất nó chỉ từ 1.300 đến 1.500 đổ lại thôi nhớ quý vị và các bạn. Đó là cái công suất thật, còn họ ghi những 1.800 hoặc là 2.000 mà mấy chục sò ấy thật sự là nó không có hoạt động hết được mấy con sò đó đâu. Ok nhớ quý vị và các bạn, để bên mình có sao cứ nói rõ nói chuẩn cho quý vị và các bạn để mình sử dụng cái sản phẩm ở nhà mình cho nó ok nhất, cho nó hợp lý nhất. Cứ mình cứ dùng theo cái nhà sản xuất đưa ra thì nó là của bền mãi mãi luôn, còn mình ép thì cái gì nó cũng hư. Và đây là con ruột Ruby R4 × 1000S, công suất 1000W trên một cây. Đây, nó có mã luôn. 8 ohm nó là 1000W. 4 ohm nó là 1500W. Ok. 4 ohm 1500W đó, quý vị và các bạn đánh loa phun đôi nó cũng ok luôn đấy nhá quý vị và các bạn. Đó, đây là cái ruột này. Tuyệt đẹp luôn. Thì cái con này nó chỉ khác cái màu thôi. Bên mình thì thường là màu đen, nhưng mà cái con 1000W này cải tiến làm cái màu này gọi là cái màu vàng đi cho nó khác lạ một chút xíu. Cái con tụ là bọc này, rồi về cái phần bo mạch này. Bo mạch này nó cũng tương đương giống như cái con Ruby 1008S, nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu các bạn ạ.
1800S của bên mình đó là công suất 1600W trên một kênh, còn đó thì rất mạnh rồi và bán rất là nhiều. Đó, thì con này, con 1800S thì nó sẽ có 2, 4, 6, 8, 10 con tụ, à, con này nó chỉ có 8 con tụ một vế. Ok, đó, tụ lọc nguồn thôi. Rồi quan trọng là cái công suất đưa ra chuẩn và đúng và đánh phải ok thì nó là tuyệt vời rồi. Rồi là rất là đẹp luôn quý vị và các bạn. Nó là cái dòng men mà gọi là cao cấp chứ không phải dòng men rẻ tiền như quý vị và các bạn. À, bây giờ có thể trên thị trường xuất hiện nhiều những cái dòng men chỉ có mấy triệu thôi mà sử dụng những 60 rồi 80 sò. À, cái đó về thật sự là đấy, nhiều các bạn. Tôi cảnh báo đến các bạn. Những bác thợ thì mình sẽ không dám nói rồi, nhưng mà nhiều người tiêu dùng họ chưa có hiểu. Họ thấy cái men những 80 sò, họ bảo wow, 80 sò này là công suất lớn lắm. Họ lấy ra họ đánh hẳn cái súp đôi của họ thì sao? Lúc đó thì chết dở, nhưng mà cái công suất của nó chưa đến ngàn quá. Mà 80 sò, cái men 4 cây rất là nguy hiểm quý vị và các bạn ạ. Đó, cái đó nguy hiểm lắm. Thì quý vị và các bạn chú ý cái điều đó, các bạn nào chưa biết chú ý ha. À, còn bác thợ thì thông cảm, mình đang giải thích cho anh em cho nó rõ hơn và hiểu rõ hơn. Rồi, và ngay sau đây không để quý vị và các bạn chờ lâu, à, con này mình sẽ đánh cho hai cái loa súp 3 bát neo như quý vị và các bạn. Rồi con này mình sẽ đánh cho nguyên một cái dàn loa full line dài kia. Với cái con này ấy, thì quý vị và các bạn có thể đánh được 4 cái loa full đôi quay 75, nó là thoải mái luôn. Quay 75 là thoải mái nhá. Ok, hoặc là 8 cái loa full đơn đó. Ví dụ cái dàn của quý khách bây giờ, thường cái dàn của quý khách thường là mỗi bên là 4 cái loa line dài, thì dùng một con này là ok rồi, nhẹ nhàng và giá thành rất là hợp lý. Hợp lý như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn nghe nhạc cái đã, rồi mình sẽ báo giá cuối video. Ok. Sự đó là rất là tuyệt vời luôn quý vị và các bạn. Một bài test nhạc tuyệt vời để sử dụng cho dòng test men như vậy. Men 4 kênh.
chép trùng già đầy đủ rất là rõ ràng. Mà súp đảm bảo quý vị và các bạn không uy lực, không lấy tiền, nghe nó phê lắm. Mình dí cái camera, do đó có thể là cái loa điện thoại chắc là lúc đó chịu không nổi, không biết cái điện thoại của mình đã hư chưa. Quánh rất là uy lực luôn quý vị và các bạn. Comment này rất là mạnh như quý vị và các bạn. Và giá thành thì giá công ty đang niêm yết là 14.500.000. 14.500.000 trên cái con men Ruby R2x2000IS này. Đã lâu lắm rồi thì bên mình mới về hàng lại, thì chắc chắn rồi, bao giờ cũng vậy, hàng mới sẽ có một cái chương trình giá ưu đãi khuyến mại hấp dẫn cho quý vị và các bạn. Thì giảm 1 triệu thì giá cuối cùng con này là mình chỉ áp dụng 5 con thôi nhé quý vị và các bạn. Chỉ còn 13.500.000 trên một con Ruby R2x2000IS men chuyên đánh súp rất là uy lực. Dòng phun đôi mà quý vị cho vào đây đánh thì chắc là chỉ sợ là bay cái loa của quý vị và các bạn thôi. Rồi. Ruby R4x1000S men chuyên phun với dàn kẹo kéo, quý vị và các bạn có thể áp dụng đánh cả phút, cả súp và phun luôn. Đó là ok và thoải mái với cái dòng con men này nhé quý vị và các bạn. Hoặc là ở gia đình quý vị và các bạn chơi những dòng 50 súp coi 100 là hai kênh đánh là ok, đánh súp còn hai kênh là còn lại đánh phun. Giá con này là 11.900.000. Thì cũng sẽ làm chương trình ưu đãi giảm giá cho quý vị và các bạn 5 con đầu, giá chỉ còn lại có 11 triệu thôi. Với cái dòng men như vậy mà giá thành như vậy thì thật sự quý vị và các bạn khó kiếm đầu ra như vậy, như quý vị và các bạn với cái chất lượng như vậy và âm thanh cho ra hay. Ok, và hàng chính hãng công ty, mọi sự bảo hành bảo họ cho quý vị và các bạn sẽ rất là nhanh nhẹ. Xin nhắc lại cái vấn đề bảo hành thêm chút nữa là quý vị và các bạn ở tỉnh, ví dụ hôm nay quý vị và các bạn gửi lên thì chiều ngày mai là bên mình sẽ gửi trả cho quý vị và các bạn. Đối với những dòng men này rất là nhanh gọn và nhẹ nhàng quý vị và các bạn. Mới mua là bên mình có thể không bị chảy xước thì bên mình sẽ đổi ngay cho quý vị và các bạn còn khác. Đó, nếu mà hàng còn mới, trừ khi quý vị và các bạn làm chảy hết cả tựa rưa cái nắp này rồi, không bắt mình đổi mới thì nó cũng hơi khó khăn một chút cho bên mình. Quý vị và các bạn thì cái điều đó mong quý vị và các bạn thông cảm ha. Và ngoài những cái vấn đề trả tiền mặt ra thì còn hỗ trợ trả góp. Nhưng mà rất là xin lỗi quý vị và các bạn, và sáng nay có một anh khách nữa đến đây thì tại cái công ty tài chính HD nó có vấn đề về cái phần giải ngân bên ngân hàng nhà nước Việt Nam, đâm ra là không hỗ trợ được. Thì trong cái tháng này, sang đầu tháng sau thì bên mình sẽ hỗ trợ lại, tiếp tục cái chương trình hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn nhé quý vị và các bạn. Mong quý vị và các bạn thông cảm. Cảm ơn anh khách và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và ủng hộ cho điện máy Ruby rất là nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.